chiếc đồng hồ limited với 188 chiếc trên toàn thế giới, và đây là chiếc thứ 17. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân đang cầm trên tay là một chiếc đồng hồ của một thương hiệu vô cùng nổi tiếng về đồng hồ xa xỉ, một trong những thương hiệu đồng hồ xa xỉ bậc nhất hiện nay trên thế giới từ đất nước Thụy Sĩ, đó chính là đồng hồ thương hiệu Breitling. Chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ limited với 188 chiếc trên toàn thế giới, và đây là chiếc thứ 17. Về hình dáng, kiểu dáng thì Breitling V41 hay là V45 thì cũng như nhau. Khác biệt ở đây là bản Edition Limited, thì bản này mang tên Coi mà, nên là bên trong có biểu tượng của cá coi bên trong đồng hồ, và ghi rõ chữ coi trên mặt đồng hồ luôn, kể cả trên dây đeo cũng vậy. Màu là màu xanh và kết hợp với chỉ đỏ. Ngay trên trong mặt dial có những biểu tượng cá cũng vậy, đen xanh với màu đỏ, nên là đường chỉ màu đỏ theo kiểu đỏ xanh và đen để kết hợp với một cái đồng hồ luôn luôn là hoàn hảo về hài hòa, về thẩm mỹ, về sự tinh tế cũng như đẳng cấp sang trọng và thượng lưu mà các hãng về đồng hồ xa xỉ trên thế giới, đặc biệt là đất nước Thụy Sĩ, luôn luôn chú trọng, đó chính là sự hài hòa cân đối và đẹp khi đeo vào tay. Mẫu đồng hồ Breitling này á thì khác biệt với Hublot hay là Rolex, cái mặt đồng hồ á lúc nào cũng ôm bầu vào tay như thế này, nên cảm giác chúng ta đeo đồng hồ ít bị xoay, nên là đeo vào tay rất là vừa, rất là thoải mái. Quanh tay Kỳ Lân thì cổ tay vừa và gọn, và hầu như là đẹp, đeo hợp hết với tất cả những mẫu đồng hồ cao cấp từ tất cả những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng xa xỉ. Đó là theo Kỳ Lân cảm nhận như vậy, mà không biết đúng hay không thì nhờ quý khách comment xin ý kiến. Nhưng mà hiện tại mẫu này Kỳ Lân đeo vào rất hợp, rất đẹp. Kỳ Lân sẽ tháo vào tay ra cho quý khách hình dung được. Tháo ra thì thấy chiếc nhẫn này là nhẫn xoay Rolex để đeo với đồng hồ Rolex. Còn muốn kết hợp với đồng hồ này thì mình có thể là một chiếc nhẫn khác. Nhưng mà bình thường như thế này đeo không cũng đẹp rồi, hoặc nếu kết hợp với nhẫn Rolex cũng được, nhưng mà mình sẽ chơi nhẫn trắng, phần trắng thì sẽ hợp hơn. Đàn ông doanh nhân phải có một cái đồng hồ sự lịch lãm sang trọng nâng cấp, nó sẽ vượt trội hơn rất nhiều nếu như chúng ta kết hợp với một chiếc nhẫn đó, thì đó là một điều tuyệt vời. Ví dụ như mẫu nhẫn này, nhưng mà mẫu nhẫn này thì nó nhỏ, phù hợp với những quý khách thích nó nhỏ trắng xinh xắn. Còn nếu như vừa hơn đẹp hơn thì mình sẽ đeo với chiếc nhẫn Rolex xoay này, nhưng mình làm full bằng trắng để hợp với màu trắng, một màu của đồng hồ này. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc đồng hồ Breitling, một phiên bản đặc biệt, một phiên bản giới hạn limited edition với tổng số lượng xuất hiện trên toàn thế giới là 188 chiếc, và đây là một trong những chiếc đó. Đến đây xin được phép kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip về những dòng sản phẩm sang trọng đẳng cấp thượng lưu tuyển chọn sưu tầm tại Kỳ Lân Luxury. Những sản phẩm siêu phẩm, những sản phẩm tuyển chọn tinh tế, những sản phẩm đẹp và giá trị để phục vụ giao lưu với tất cả quý khách. Mọi thông tin chi tiết, Kỳ Lân trân trọng kính mời tất cả quý khách truy cập trực tiếp vào website kỳlanluxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm mới nhất mà Kỳ Lân luôn update cập nhật thường xuyên trên đó. Hoặc quý khách gọi vào trực tiếp hotline cũng như là kết nối qua Zalo số 0901 247 247. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả quý khách bất kỳ những dòng sản phẩm sang trọng đẳng cấp thượng lưu nào mà quý khách yêu cầu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.